sau thời điểm đó thì là lên được 40 mấy triệu thì đã dừng đó, là không có được ủng hộ thêm, rồi sau đó là ngừng luôn. Và em cũng lên live, em cũng cho mọi người xem số tiền của em rất là nhiều lần. Thì bắt đầu là anh chị ở bên Texas mới liên lạc, mới hỗ trợ cho em từng bước một và giúp cho em, và kêu em lên đó là mua miếng đất 160. Thì cái thời điểm Ai kêu mà lên mua đất 160? Đấy, tối đây là một trong những diễn biến mà cánh tay nó đi từ cung bậc này đến cung bậc khác, chứ không ai mà thật sự mà người ta biết miếng đất 160 ở đâu mà gọi cánh tay lên mua. Anh bảo miếng đất 30 triệu, người ta gửi anh hơn 30 triệu rồi. Anh đòi giấy tờ, anh đòi phải có là lập vi bằng, phải có là ký nhận vô đó, là công chứng đồ. 30 triệu anh nghĩ là chắc cái mẹ to lắm hả? Đấy mà anh đòi, thật sự anh đòi những cái mà thật sự đây là một cái bẫy mà anh dâng ra để cho mạnh thường quân người ta gọi là cả tin, người ta dính vào. Chứ còn nó thật sự 30 triệu anh mà bây giờ nó thật sự người ta cho anh một cái chòi là anh gọi là anh vui rồi, để cho anh một cái nơi để anh cất, anh dựng cái nhà lên là thật sự là anh hạnh phúc rồi. 30 triệu thì tính ra một tháng anh 1,8 triệu, thì tính ra cái như là anh chưa đầy 2 năm trời anh đã thu hồi vốn rồi, anh lời rồi. Nó đặt 30 triệu rồi, bạn đặt cái bảo người ta và sang tên đổi chủ cho công chứng, công chứng nó dây thun quần. Đây là một cái bẫy mà anh đưa ra để anh dồn mạnh thường quân vào đó để anh bịp đó. Đó rồi từ 30 triệu rồi lên 160 triệu. 160 triệu đó là ai là người đề xuất? Bản thân mình là người đề xuất, bản thân mình là lên để mình cái chai môi. Mạnh thường quân nào biết mày có miếng đất 160 triệu mà bảo mày mua miếng đất đó? Có nghĩa rằng từ cái thời điểm mà 30 triệu đó, rồi anh làm gì làm tỷ, rồi anh đưa ra rất nhiều cái lý do, cứ cho rằng là bà con không có cho mua, nhà mày không có ở thì mày mua, mày làm chủ chứ sao không cho mua. Đấy, nhà mày không có ở bây giờ không cho mua là mày mày nghe người ta hả? Người ta có nuôi cơm mà đâu mà nghe nhà người ta, đúng không? Nó thật sự cái gì, cái giai đoạn mà nước sôi lửa bỏng, mình muốn đi làm việc nè, cha mẹ mình muốn có chỗ ở ổn định nè, bây giờ cộng đồng không thể người ta nuôi mình được cả đời, người ta đóng góp đúng thì mình nghe, nhưng mình phải chủ động trong cái công việc cuộc sống của mình. Mày gọi là mày cố tình mày đưa mạnh thường quân vô trồng 160 triệu, từ 30 triệu dọn 160 triệu, rồi 660 triệu như vậy. Tại sao khi có đủ 160 triệu rồi con bé kia nó bán cái đất đó đi, rồi nó giới thiệu mày là lên cái lô đất là 235 triệu. Đấy, có phải là quý vị thấy thằng này gọi là từng nấc thang một. Nếu mà cộng đồng mạng không lên tiếng là loạn chọn, nó sinh lên cá tiền tỷ. Từ 30 triệu mà giọt lên là 200 mấy chục triệu, thì quý vị cứ nghĩ đi. Đấy, thì tôi hỏi quý vị đó, tôi hỏi quý vị bây giờ đó, bây giờ mà như mà cái như là cái bài như thế này, bây giờ nó đã lộ bài rồi còn nữa. Ai cần số điện thoại của tôi là 0916772145 nè. Muốn kết bạn Zalo, Yahoo đấy, kết bạn thoải mái. Có những cái mà thật sự quý vị nó vô nó dẫn dắt dư luận, nó dẫn dắt cộng đồng. Rồi có những cái mà thật sự nó lên nó còn bể mặt cộng đồng. Mày đi lừa người ta cái đã, rồi bây giờ mày lên mà cho rằng là do bà con cái như là không cho mua cho nên mày không mua. Mày đâu mà vâng lời như vậy cảnh tê. Đấy, mày vâng lời cộng đồng là những ngày vừa qua, mày đâu có nghĩ là mày lên mày lừa cộng đồng như vậy. Đấy, nó lên mày lừa cộng đồng một cách trắng trợn như vậy. Đấy, rồi hỏi sao đất đai bây giờ có chưa? Đấy, đất đai bây giờ ổn chưa? Đấy, ổn dữ không? Đấy, Đó là đã lên tới nơi like rồi, định đặt cọc rồi, nhưng mới vỡ lẽ ra là vấn đề giấy tờ là còn thiếu. Vấn đề là thiếu thiếu vấn đề giấy tờ, cho nên là ngừng, là không có like nữa, không nói nữa, là tập trung làm. thiếu giấy tờ, bây giờ giấy tờ đủ rồi sao không sang tên đổi chủ đi? Tiền mà cặp rồi, mà tiền cặp 10 triệu rồi mà sao mà bây giờ không ra mà gọi là cái như là công chứng cho nó xong cho rồi, để nó kết thúc tao còn nghỉ ngơi chứ. Ngày nào tao lên nhất hoài cái công chuyện của mày mà để cả cộng đồng nhà mạng nhất mày thấy mày ác không cả tên. Công chuyện là công chuyện của nó quý vị, mà phải để cho nguyên cả cộng đồng phải là nhất hàng ngày như vậy đó.
chơi mà chơi cũng kỳ. Đó, người ta chứng một lần rồi mình tự ý thức rồi mình lên mình gọi là trồng tiền cho đủ rồi mình gọi là cái ra công chứng của đồ cho nó xong đi. Đó, tự nhiên không làm để cộng đồng mạng nhất mà cái nghiệp gì đâu nó cũng kỳ quá vậy, ngày nào cũng phải lên nhất anh Cảnh Tê mới ngủ được. Còn không nhất anh Cảnh Tê là đêm đó trằn trọc cả đêm không ngủ được. À, mình lên thật, anh nói thật Cảnh Tê, tuổi đời của em còn nhỏ lắm, va chạm xã hội em anh nghĩ rằng chắc nó không có bao nhiêu đâu. À, và cái sự nhận thức của em với cuộc đời này đó, thật sự anh thấy em là có những cái gọi là nó zero. Cho nên em lên em nghĩ rằng em có một cái kênh như vậy, rồi em muốn nói sao rồi người ta nghe vậy, rồi người ta sẽ là nghe theo em, rồi tất cả là người ta trở thành con rối của em. Đây là một trong những cái là em đang xem thường cộng đồng quá coi như là khủng khiếp luôn. Cứ lên đấy mà thật sự quý vị cứ là khóc nhè như vậy mãi như vậy đó, rồi bây giờ anh lên giải thích mà tôi nói tất cả những giải thích này là một trong những cái để chứng minh rằng Cảnh Tê đang gọi là đang dâng một cái bẫy lớn để cho đưa một số mạnh thường quân vào. Cờ ấp nãy chạy rồi, cờ ấp lo đi tắm rửa đi em, trời ơi bây giờ mà ấp thì nó ngửa đi, giai đoạn 10 giờ mấy rồi lo mà tắm rửa ngửa ra được rồi đó, ấp gì ấp cả ngày đó đâu. Giấy tờ thì mới có cái vụ là like cái miếng đất 160 triệu, thì bắt đầu là từ 30 triệu mà nhảy lên 160 triệu bắt đầu là bị người ta nói, bắt đầu là bị nói là lợi dụng rồi lừa đảo, xin 30 triệu xong rồi xin lên 160 triệu đó. Nhưng mà thực tế trong like đó em có nói rõ ràng, nhưng mà họ đã bóp méo sự thật. Ai bóp méo? Mình đã không có nhà ở, người ta cho tiền để mua một miếng đất là 30 triệu, người ta đã cho bốn mấy triệu rồi. Có nghĩa là nó thật sự cái gì? Với miếng đất là 30 triệu đó, thì cái số tiền người ta cho là cũng đủ có đất rồi, cũng đủ dựng lên một cái chòi rồi quý vị. Đúng không? Đã nghèo thì mình ở theo cách nghèo đi em. Nghèo mà chơi kiểu còn tránh chó nữa. Nghèo mà muốn mua cái gì cũng phải có giấy tờ. Tiền nào của nấy chứ. Ủa nghèo mà sao xí dữ vậy? Nghèo là ta phải biết thân phận mình, là lên cộng đồng mạng mình xin, người ta cho như vậy đó là cái ơn của cộng đồng. Mình không đền đáp được cái ơn như vậy thì mình phải cũng phải sống như thế nào cho nó thật thà. Đằng này lên lật lọng à, nghèo mà còn thật sự còn xỉ. Đất nào 30 triệu cái giấy tờ cho em? Ở đâu ra? Người ta chấp nhận, người ta viết cái một cái tờ giấy bán, người ta lăn tay vô là ok rồi, đúng không? Có chỗ để mình chui ra chui vô là hạnh phúc cuộc đời rồi. Có người một miếng đất mà thật sự một cục đất ném chó còn không có. Đằng này người ta cho mình xin 30 triệu mà người ta số tiền là gần 50 triệu. Thì xin thưa quý vị, bây giờ bỏ tiền ra 30 triệu mua miếng đất, còn số còn lại tôi nghĩ là nó đủ tiền để nó mua những cái vật dụng, nó làm một cái nhà tiền chế tạm tạm để mà ở qua ngày, tôi nói cũng quá ok quý vị. Mà sao em không làm? Cái mục đích của em là em cần một cái số tiền lớn để em gọi là em trích tử một cái tài sản, chứ không phải là em cần một cái nơi ở ổn định, đúng không? Mà em lên em bảo rằng cái này em không xin, em không xin cái ai mà rảnh háng mà cho tiền em như vậy. Ê, em không lên xin là đứa nào game số tài khoản làm gì? Mày dám mày lên mày không xin, mày gọi là mày ra đường gọi là thật sự nó lạc tay lái tao coi. Dám không? Ở không xin em game số tài khoản làm gì? Không xin tại sao là em có 30 triệu mà em đòi miên mua miếng đất 160 triệu. Mà em bảo rằng bây giờ em không có tiền, em không xin nhưng em chài mòi, em giống như thằng Thanh Liêm Long Xuyên, giống như là cờ ấp cờ mở rồi nè. Em là một trong những cái người nó cũng như vậy thôi, đúng không? Để bản thân mình không có tiền là mình sống không có tiền đi. Bản thân không tiền bày đặt cái gọi là còn xí. Không tiền ta chấp nhận không tiền. Mình sống thật với bản chất của mình đi. Người ta cho mình như vậy mình chấp nhận số phận đi. Mày đã không tiền còn không chấp nhận số phận, đã không tiền còn muốn là đòi cái cao sang, đã không có tiền mà đòi mua đất phải có giấy tờ,
đã không tiền mà thật sự còn đòi mua đất có mặt tiền ngon lành. Thật sự cái ước mơ của mày tao thấy thật sự tao quá khủng khiếp luôn. Ước mơ gì mà kỳ vậy? Tôi nói thật sự cái gì, ai cũng như cảnh tê này thì không biết là mình phải dùng cái câu từ nào để nói cho nó xác thực. Để cái sự mà tham lam đến mức mà thật sự là phải nói một câu tham lam đến mức mà nó gọi là nó vô tri luôn. Cứ nghĩ là mình lên không gian mạng mình nói gì như vậy rồi người ta quên đó, mình lên không gian mạng rồi mình xin như vậy, mình đòi hỏi trời, ông nói thật sự ông đã không có tiền mà ông đòi hỏi thật sự cái mức sống ông nó cao quá ông cảnh tê à. Đã không có tiền mà đòi đi xe phân khối lớn, không có tiền mà đòi muốn cái mua cái miếng đất là cái như là 160 triệu, đầu tiền ở đâu mà xây nhà mày đấy, mấy chục triệu là đủ rồi. 30 triệu tiền đất chứ là mười mấy triệu tiền mà tiền tôn, tiền thép, tiền đồ đấy. Giả sử mình làm thiếu đôi 3 triệu nó xin người ta còn cho. Đằng này mà lên mà thật sự cầm cái lưng ra mà la làng la xóm rồi cái như là khủng khiếp đâu quý vị. Còn anh đòi chỉ ngược cái cộng đồng nữa. Cộng đồng nào biết mày cái như là mua đất 100 mấy chục triệu, mày không nói thì ông nội ai biết? Đấy không? Tức là 30 triệu ban đầu là của cô chú chị cũng như là thành 4 mấy triệu và lên được 160 triệu là của anh chị ủng hộ sao? Hiện giờ là bên Texas đó là 1:20 sáng nha, anh chị mới vừa nói cho em biết nè. Hiện tại bây giờ là 1:30 sáng. Anh chị đang theo dõi live luôn ấy. Họ phải theo dõi thôi chứ. Trong là họ thả gà ra rừng rồi. Bây giờ họ phải theo dõi xem em bắt gà thế nào chứ. Được không? Tôi nói thật sự chim đậu không bắt chim bay. Mắc chi thiếu gì hoàn cảnh mà lại đi gọi là gom tiền dục cho cảnh tế. Rồi bây giờ hỏi rằng anh chị Texas, Texas đó. Tôi nghĩ rằng mấy ngày vừa qua thấy vui không? Thả ra bây giờ thả gà ra cho cảnh tê gọi là ra bắt. Mấy ngày vừa qua là hứa hẹn rất nhiều rồi, hứa thật nhiều cũng thất, hứa thật nhiều thôi. Cái câu chuyện chiếc ghe nó sẽ quay lại trong câu chuyện đất đai nè. Tôi nói thật sự quý vị, đánh thẳng vô tâm lý của Mạnh Thường Quân luôn đấy. Rên là người ta cho tiền thôi. Nhưng cái hiếu thảo mà có một số bà con đang gọi là đang có những cái gọi suy nghĩ nó gọi là lệch lạc về cái từ hiếu. Mẹ ông hiếu ông phải đi lao động gì ông nuôi cha đâu mẹ ông, cái ông hiếu ông lên xin tiền cộng đồng mạng gì ông nuôi thôi chứ hiếu cần đất gì cái hiếu ông, được không? Được không? Ai cũng có cha có mẹ hết. Tôi nói thật sự cái từ hiếu là cái như là tôi nghĩ ai cũng có, mà người ta gọi là người ta đi lao động chân chính vì người ta lo cho cha mẹ người ta mua cho một con cá hay là một mớ rau cũng là đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta thì cái từ hiếu đó nó mới có giá trị. Còn những cái đồng tiền mà xin thưa quý vị, một là lường gạt, còn hai là đi ăn xin một cách là gọi là cái là bất chấp. Cái ăn xin là thật sự ở đây tôi nói chỉ là những cái con người ăn xin bất chấp. Thứ ba là tiền mà đi ăn trộm ăn cướp. Mà giờ để mà lo gọi là báo hiếu báo thảo cho cha mẹ thì thật sự quý vị không có cha này mẹ nào mà vui khi nhận được những món quà như vậy. Ở trong đó có chỗ là vợ chồng của Thanh Long, Thanh Liêm, cái Long Xuyên đó, đi mà đi lường gạt cộng đồng, lường gạt Mạnh Thường Quân. Thì cái quan điểm tôi ở đây là thật sự dùng cho nó cái từ lường gạt là quý vị thấy nó quá nhẹ nhàng. Phải gọi một câu từ mà nó đúng hơn, nó xác thực hơn là đi ăn cướp cái niềm tin của Mạnh Thường Quân. Để lấy đồng tiền gì bỏ vô mồm, lấy đồng tiền về để nuôi cha nuôi mẹ, hoặc là lấy đồng tiền để mua những cái gọi là cái mâm trái cây, là cái bình bông để mà dọng lên bàn thờ cửu quyền thất tổ. Thì thật sự những đồng tiền đó là những đồng tiền phi nghĩa. Thì bây giờ bây có mua, bây có cúng, bây có dọng thì thật sự bây cũng mang tội hơn không? Bây đi lừa Mạnh Thường Quân một cách trắng trợn. Để bây có những đồng tiền như vậy thì thật sự cha mẹ nào vui? Không có cha mẹ nào của lũ bay mà vui hết trơn. Nghe chưa bác cỡ ấp, trời ơi vậy mà em vô đây mà em không chịu đi rửa, em ngửa ở đây. Ngửa ở đây chứ ấp gì nữa, trời ấp miếng nó hâm đó.
Đó. Rồi bây giờ anh bảo rằng chị Texas mà quan tâm, chị Texas bây giờ ở đây là 2-3 giờ sáng người ta còn đang quan tâm, người ta không quan tâm sao được? Tiền của người ta đã dục cho mày rồi, người ta dục cho mày ngoài tiền còn cả niềm tin, cả cái sự yêu thương trong đó, mà người ta không quan tâm mày sao được? Nhưng tao hỏi thằng Cảnh Tê, khi mà nó thật sự mày đặt cái hoàn cảnh mày trong cái hoàn cảnh của Mạnh Thường Quân đó, khi mày thương một người nào đó mà người ta lợi dụng vào tình thương đó, người ta lừa gạt mày đó, rồi mày mất đi một số tiền đó, rồi mà cứ mày trông chờ người ta mãi như vậy thì mày có thấy vui không? Đằng này nó thật sự quý vị, một trong những cái mà muốn rằng đó, muốn rằng là cái như là hiểu được người ta như thế nào thì mình phải đặt cái hoàn cảnh mình trong hoàn cảnh của người ta đó, rồi mình mới hiểu. Mày nghĩ rằng người ta dư tiền để người ta dục người cho mày hả? Để người ta cho tiền xem, người ta cho cả cái niềm tin à, mà cuối cùng bây giờ mình gọi là gặm nhấm trong niềm tin của người ta để mà mang chất là gạt người ta để có một khoản tiền. Bây giờ đất đai không có mà nhà cửa cũng không à, bây giờ live stream live đồ là thật sự là cũng là tuyệt ngoài luôn rồi. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ tội nhất là một số Mạnh Thường Quân phương xa à, nói như thế nào nói tôi vẫn là rất tội nghiệp những bà con mà Mạnh Thường Quân phương xa. Người ta có tấm lòng, người ta hướng về đồng bào, người ta có những cái tâm thiện để người ta giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, thì nó lại dính vào những cái thành phần mà như là Thanh Liêm Long Xuyên, thành Minh Tăng, thành cái như là Thông Râu, dính vào những trường hợp cái Cảnh Tê. Đảm bảo quý vị, Mạnh Thường Quân giúp một lần là mãi mãi người ta không còn dám nghĩ đến câu chuyện làm thiện. Nó lừa đảo trắng trợn, nó dựng lên một cái hoàn cảnh mà thật sự không đau yếu bệnh tật, mà nó cho đó là hoàn cảnh đau yếu bệnh tật, rồi để nó lợi dụng người ta để nó chiếm đoạt số tiền đó, rồi nó ăn chia với nhau. Tôi hỏi quý vị, lý do gì ở có cờ ấp này, em giải thích cho anh đó là lý do gì mà chồng của em đó lại đi là lừa đảo Mạnh Thường Quân trong trường hợp của là xuyến nái hữu ý, cho rằng nó bị bệnh xùi màu gà. Rồi bây giờ anh hỏi là thằng Thanh Liêm nhà em á, mấy ngày mà nó tiếp cận gần với cái thằng là hữu hí, nó có bị xùi màu gà gì nó lây cho em chưa? Kiểm tra lại cái miệng gấp nha cỡ, kiểm tra lại cái miệng gấp. Anh nghe thằng Long, thằng Thanh Liêm nó bảo rằng đó là cái con bé Nga là nó có gì, nó ly ta ly ti, rồi nó có chân có cảnh hết trong đó à. Rồi nó nói một câu nữa, cái bệnh này là lây qua đường không khí. Cho nên hôm nay thật sự tôi sợ là thằng Thanh Liêm nó cũng dính bệnh rồi. Lúc chiều nó lên nó live stream, nó đỡ một cái chùm lông trên cái mốt, cái mép của nó là tôi thấy tôi quan ngại rồi quý vị. Nó đang dùng cái chùm lông đó để nó che đi những cái là xùi màu gà, đúng không? Trên cờ ấp à, em kiểm tra lại xem thử em có sừng, có gọi là có li ti trong đó chưa? Xem cái mỏ của em nó đã có những cái mà gọi là cái như là màu gà, màu vịt rồi nó mọc có chưa em? Kiểm tra liền, đây là một trong những cái lời khuyên chân thành. Em đừng có lên trên đây mà em gọi là em vô, em gọi là em quấy được like của anh. Khó lắm em. Trời ơi anh, mà thật sự cái vấn đề cái đầu của anh bây giờ đầu thép rồi. Không sợ, không sờn. Chứ còn thật sự anh mà biết sợ như cái lũ bay sao mà lật mặt được những cái lũ mà nó khốn nạn như là thằng Thanh Liêm. Đúng không? Anh nó phải khác người một chút thì anh mới lật mặt được những cái lũ mà gọi là cái làm lên không gian mạng để lừa đảo đó, để trục lợi đồng tiền của Mạnh Thường Quân, đi lợi dụng thật sự hết chuyện, bay đi dựng lên chỗ thành hữu hí con xuyến nái, rồi bay cho rằng là bây giờ nó mặc là từ lưa hạt mê vậy. Tôi hỏi quý vị, bây giờ nó mặc cái chỗ nào đó, nó mặc chỗ nào bây giờ, nó thật sự mà cái như là bây giờ sao, ủa sao không quay nữa, lên lật mặt rồi bây giờ không quay nữa. Nghe anh nói đủ vụ Cảnh Tê lâu như vậy mà sao chưa tỉnh ngộ vậy trời. Cái này nó thật sự là dễ gì tỉnh. Nhiều người họ không tỉnh. Cho đến bây giờ những thước phim mà của Cảnh Tê đó mà người ta vẫn cho đó là những thước phim thật là thua. Một số bà con là thật sự quý vị, họ đâu có biết phần mềm phần cứng ra sao đâu, cứ là nó quay sao người ta coi vậy. Cho nên nó bảo ma là ma thôi, mà nó bảo là quỷ thôi.
nó bảo là dùng phần mềm quét, thì bà con cũng biết là dùng phần mềm quét chứ bà con biết phần mềm là cái chi. Cho nên là vẫn vô coi bình thường đâu, vẫn có nhiều người là hồi hộp lo sợ thôi. Tôi hỏi quý vị, nếu như có tâm linh thật, cảnh tay nó có dám đi một mình vô đó nó quay hay không? Ê, đúng không? Cho nên là anh khuyên cảnh tay một câu, mình sống cho nó thật. Thứ nhất, anh không phải là khinh thường cảnh tay nha, nhưng mà bản thân mình là một trong những người mà em lên không gian mạng em cho rằng em là một trong những người nó không có cái điều kiện, thì em sống như thế nào để người ta yêu thương? Đó, chứ đã không có điều kiện em còn sống, em còn chảnh chó. Đã không có điều kiện mà sống còn đòi hỏi. Nói thật sự quý vị, khi trong túi không tiền thì tôi nói là cái một bát cơm nguội cũng ngon. Đó, ở trong túi không tiền bây giờ anh còn đòi ăn phở mà gọi là phở mà phải là phở bò cô bê thì ở đâu mà ra, của đâu mà đãi không? Mình muốn ăn mình phải bỏ tiền túi ra, mà trong túi anh không tiền mà ông đòi ăn còn phở bò cô bê không? Cơm nguội ở nhà không chịu ăn, còn ăn toàn cái hàng gọi là cao lương mỹ vị, ông nội ở đâu ra? Đó. Và đến bây giờ cái sự thật đó, bà con cái chờ ngày mà cảnh tê gọi là nó mua đất, nó gọi là nó công chứng. À, vừa rồi nó còn hô là thiếu 20 triệu cái gì miếng đất, mà từ 30 triệu bây giờ người ta dục cho nó là 200 mấy chục triệu rồi, nó còn cho rằng nó còn thiếu coi như là 20 triệu nữa. À, rồi đường like đó là xóa rồi. À, đường like đó bây giờ xóa rồi, còn lên nói một câu thật sự, nó xóa đường like của nó mà nó lên nó chỉ tôi là thật sự là đánh sập đường like của nó. Đâu mà dễ đánh sập đường like đó em. Ê, đường like trên cái nền tảng mạng mà anh đâu tài giỏi gì anh đánh sập đường like của em, đấy không? Vậy đó quý vị, vậy mà vẫn còn bốc lửa bó tay người chơi vậy mới được. À, còn không chơi vậy là đâu phải cảnh tế, đấy quý vị. Thôi clip này xin thưa quý vị đó, tôi cũng xin là kết thúc ở đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Chúc tất cả bà con trong nước có một sức khỏe an lành, những bà con nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ, và xin kính chào hẹn lại quý vị vào chương trình trò chuyện kế tiếp. Đừng quên cho đời thường xin một like và một lượt chia sẻ quý vị ha. Bà con nào chưa đi cái kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Cỡ lo tắm rửa sạch sẽ đi em, nằm ngửa đi đừng ấp nữa, trời ơi còn gì nữa đâu mà ấp nha. Tắm rửa sạch sẽ đi, ngày mai lên chiến tiếp nha. Ngày mai là anh lên cái like là ở kênh là Tăng Sài Gòn là thành chồng của em, mà anh lột nó ra gọi là từng thớ thịt luôn cho em thấy cái cảnh, nghe chưa? Bye bye tất cả.